Và đây là món bánh mì cà phê, rất là thơm luôn các bạn. Bánh mềm xốp, rất là ngon, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh mì cà phê. Về nguyên liệu, ở đây mình dùng là 300g bột mì. Và bột mì khi làm bánh mì thì các bạn cần chọn có hàm lượng protein là từ 12 đến 14%. Ở đây mình dùng là bột mì có hàm lượng protein 12 đến 14%. Các bạn có thể là xem cái thông tin ở sau bịch bột á. Các bạn dùng bột bánh mì có hàm lượng 11 hoặc là 13% cũng được. Còn nếu như không tìm được bột mì chuyên dụng làm bánh mì thì mình dùng bột mì đa dụng vẫn được nha. 150g sữa tươi không đường, 30g bơ lạc. Bơ lạc thì mình để ngoài cho nó mềm nha các bạn. Một quả trứng gà. Trứng gà nếu như để lạnh cũng phải để ngoài cho nó bớt lạnh. Đường thì mình sẽ dùng là 50g đường đen. Không có đường đen thì các bạn dùng đường vàng hoặc là đường cắt trắng cũng được. Mình dùng đường đen cho nó màu bánh nó lên đẹp hơn. Đường đen thì mình dùng của Biên Hòa, bán ở trong siêu thị rất là nhiều. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Với lại mình dùng cái đường đen bánh nó sẽ thơm ngon hơn. 1/4 muỗng cà phê muối, 30g sữa bột hay còn gọi là bột béo. Ở đây mình dùng là sữa bột nguyên kem như thế này của Nutifood. Các bạn dùng hiệu nào cũng được, hoặc các bạn dùng là sữa bột của trẻ em để làm bánh cũng rất là ngon. Các bạn vào những cái gian hàng ở trong siêu thị, những cái chỗ mà bán sữa bột của trẻ em, các bạn vào và ngay chỗ đó thì người ta bán rất là nhiều. Ở đây mình mua siêu thị Go, các siêu thị lớn thì hầu như đều có bán hết. 7g men, men khô, men ngọt là bánh mì. Một gói cà phê đen như thế này, dùng hiệu nào cũng được. Nhớ là các bạn dùng cà phê đen nha, đừng có dùng cà phê sữa, nó không có thơm bánh. Về nguyên liệu của mình sẽ như thế này, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình sẽ múc một ít cái sữa tươi này, mình sẽ cho vào lò vi sóng. Mình làm nóng nó lên, hoặc các bạn cho vào nồi các bạn nấu để mình hòa tan cái phần cà phê. Một lượng vừa đủ là được rồi các bạn. Sữa mình đã làm nóng nó lên rồi nè, mình sẽ cho cà phê vào nha. Mình sẽ dùng một muỗng canh bột cà phê như thế này, khoảng 10g á các bạn. Hoặc các bạn cũng phải coi nếu như cà phê mà nó đắng quá thì dùng ít lại nha, đắng quá cái bánh mình nó không ngon. Mà ít cà phê quá thì bánh nó không có thơm nữa. Khuấy cho nó tan ra. Hôm nay thì mình sẽ nhồi bột bằng máy nha. Không có máy thì các bạn nhồi bằng tay vẫn được. Mình khuấy đều xong mình sẽ cho vào. Mình tráng đều nữa. Mình cho sữa tươi còn lại vào luôn để làm cho nó ấm sữa lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho đường vào nha. Riêng cái phần muối này á, thì mình đừng có cho vào cái đây. Mình để riêng qua bột đi các bạn. Tại muối mà cho sớm đôi khi nó bị chết men. Mình khuấy cho nó tan đường. Cho trứng vào luôn. Sữa bột. Sau khi khuấy tan đường xong rồi mình sẽ cho men vào. Men ở đây mình dùng là active dry yeast, tức là cần phải kích hoạt. Còn nếu như các bạn dùng loại instant yeast, sau khi các bạn khuấy tan đường xong, các bạn cho men vào và mình cho bột và mình nhồi luôn. Riêng của mình thì mình phải ủ thêm 10-15 phút nữa cho men nó nổi như gạch cua rồi mình mới cho bột vào được. Mình khuấy sơ nó là được rồi. Mình sẽ đậy lại mình ủ nha. Mình đã ủ xong rồi nè các bạn. Các bạn ủ cho nó nổi như thế này nè. Đó, như gạch cua như vậy là được nha. Đó, men nó nổi lên trên này. Rồi mình sẽ cho bột mì vào. Mình sẽ trộn sơ trước rồi mình mới cho vào máy mình nhồi.
Sau khi trộn sơ xong rồi bây giờ mình sẽ cho bơ vào. Bơ là phải để cho thật là mềm nha các bạn. Rồi mình sẽ quét lên bọt. Quét cho nó đều. Rồi mình cho vào cối mình nhồi. Máy của mình thì sẽ gồm là 7 tốc độ, mình sẽ nhồi trước số 2, nhồi sơ nó trước cho nó gom bột lại. Sau khi bột nó đã gom lại thành một khối thì mình sẽ tăng lên số 4 mình nhồi nha. Bột mình đã nhồi được 17 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Khi mà bột mình nhồi nó đạt á thì nó sẽ không có dính cối. Các bạn nhồi đến khi nào nó dẻo mịn là được. Bột mà nhồi đạt á thì nó sẽ không có bị dính tay. Nó cũng sẽ kéo được một lớp màng mỏng nữa các bạn. Đây. Bột mà kéo màng như vậy nè là bột đạt nha. Rồi mình sẽ gom nó lại. Bây giờ mình sẽ đi ủ bột. Nếu như thời tiết nóng thì mình sẽ ủ khoảng 1 tiếng. Còn trời lạnh thì mình ủ khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc là có thể là lâu hơn. Ủ cho nó nở cao, nó phình to ra. Bột mình đã ủ xong rồi nè các bạn. Nó nở cao như thế này. Tiếp theo thì mình ở đây mình sẽ có một cái sửng nướng nha. Mình thoa bơ lên. Giờ mình sẽ nhồi cái bột này lại. Bột này thì mình sẽ chia thành 10 phần bằng nhau. Bột mình đã chia thành 10 phần, mỗi một viên thì nó khoảng 58 đến 60 gram nha. Rồi mình sẽ nhồi tròn nó lại. Cái này làm rất là đơn giản các bạn. Mình túm nó lại. Rồi mình xe nó tròn lại. Rồi mình cho vào khuôn. Tương tự vậy các bạn làm đến hết nha. Đôi khi thì cũng tùy theo cái khuôn của các bạn nha. Mà các bạn chia bột nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Sau khi tạo hình xong rồi mình sẽ lấy miếng bột thực phẩm mình đậy lại và mình sẽ ủ thêm một chút xíu nữa, khoảng 10-15 phút để cho bánh nó hơi nở cao rồi mình mới cho vào lò nướng. Trong lúc này thì các bạn nhớ vặn lò cho mình là khoảng 200 độ C, trong khoảng là 10 đến 15 phút cho lò thật là nóng rồi mình mới cho bánh vào. Bánh mình đã ủ xong rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho vào lò nướng nha. Bánh mình đã cho vào lò rồi, về nhiệt độ thì mình sẽ nướng ở 175 độ C, hai lửa cộng với đối lưu tức là bật quạt, và mình sẽ để vào rãnh giữa như thế này. Rồi mình sẽ nướng từ từ đến khi bánh nó vàng nha. Bánh mình đã nướng được khoảng 18 phút, bây giờ nó chín rồi, mình sẽ lấy ra nha. Bánh vừa mới lấy ra, bây giờ mình sẽ quét bơ lạc lên nha, cho mặt bánh nó đẹp. Chứ nó không có bị khô cái mặt nữa. Bánh này thì mình sẽ để cho nó nguội lại thì bánh nó sẽ mềm ngon hơn nha. Vừa mới nướng thì cái mặt ngoài nó hơi giòn, một hồi bánh nguội nó sẽ mềm trở lại. Rất là thơm luôn các bạn. Cực kỳ là thơm mùi cà phê.
Bánh mình đã để nguội nè các bạn. Rất là thơm nha. Bánh mềm xốp. Rất là ngon. Giờ mình sẽ xé ra cho các bạn xem. Bánh mềm mại nè. Phải nói là bánh cực kỳ là thơm luôn các bạn. Rất là thơm mùi cà phê. Đặc trưng luôn. Mềm xốp rất là ngon. Bánh mềm mại, không có bị khô các bạn. Rất là ngon. Với cái công thức này là bánh của mình độ ngọt vừa phải nha các bạn. Không quá ngọt, rất là ngon. Ăn không bị ngán nữa. Nó cực kỳ là thơm luôn. Bánh mềm. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.